Nhắc đến Hyundai Santa Fe là nhắc đến động cơ dầu trứ danh, bền bỉ, mạnh mẽ, êm ái, mô men xoắn lớn và tiết kiệm nhiên liệu. Hyundai Santa Fe 2024 vừa mới ra mắt thì không có phiên bản máy dầu. Điều đó đã gây không ít sự tiếc nuối và hụt hẫng cho những khách hàng yêu thích Santa Fe. Chính vì vậy mà những chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp sẽ tiếp tục lại là những mẫu xe cực hot trên thị trường xe sang đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay em Hoa VHB ô tô giới thiệu và chào bán tới anh chị và các bạn chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp premium sản xuất vào năm 2023 siêu lướt. Xe có ngoại thất màu đen và nội thất màu nâu, một chủ sử dụng từ mới, tên cá nhân, biển tỉnh, hồ sơ cầm tay, khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Hyundai Santa Fe 2023 sở hữu diện mạo mạnh mẽ, khỏe khoắn, trẻ trung và hiện đại, hướng đến đối tượng khách hàng trẻ. Phần đầu xe thì chúng ta sẽ có hệ thống lưới tản nhiệt cỡ lớn. Tiếp đến là hệ thống đèn định vị ban ngày LED hình chữ T rất là độc đáo. Hệ thống đèn full LED cảm biến trước sau. Bước vào bên trong khoang nội thất của Hyundai Santa Fe 2023 được đánh giá là một mẫu xe có nội đẹp nhất phân khúc. Và bây giờ anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tham quan nội thất của chiếc xe này nhé, xem bên trong khoang nội thất có gì. Bên trong khoang nội thất là một không gian rất tiện nghi và hiện đại. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và nhớ 2 vị trí. Vô lăng 3 chấu bọc da, có lỗ thông hơi, tích hợp rất nhiều phím bấm chức năng. Chúng ta có hệ thống đề nổ start-stop, tay ga cruise control. Và đặc biệt trên chiếc xe này thì cũng được trang bị công nghệ hắt kính ở trên ghế lái, ở trên kính lái. Màn hình trung tâm 10,25 inch. Ở khu vực yên ngựa thì được tích hợp rất là nhiều phím bấm rất hiện đại và rất trực quan, dễ sử dụng. Chúng ta có phím bấm điện tử, tần số với rất nhiều chế độ lái, auto hold, phanh tay điện tử, camera 360 độ. Bệ tì tay tích hợp hộc để đồ, cửa sổ trời cho không gian thêm phần thoáng đãng. Và xe được trang bị hệ thống âm thanh giải trí loa Harman Kardon rất là đẳng cấp. Và đây là hàng ghế giữa của Hyundai Santa Fe, rất rộng rãi và thoải mái cho 3 người. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Tiến đến phần phía sau thì được trang bị hệ thống đèn hậu LED 3D, nối giữa hai đèn hậu là giải đèn LED. Cốp điện. Khi chúng ta cần một cái không gian chứa đồ lớn hơn thì hàng ghế thứ 2 và 3 có thể gập phẳng hoàn toàn. Trái tim của Hyundai Santa Fe là động cơ dầu 2.0 lít cho công suất lên đến 202 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. VHB ô tô cam kết tất cả những chiếc xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bao test hãng, check hãng toàn quốc. Là một mẫu xe được trang bị những công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc như là hệ thống camera 360 độ, hắt kính, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm, hỗ trợ lùi xe tự động cùng rất nhiều những tính năng cao cấp khác. Để đặt hàng và sở hữu chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu 2023 của VHB ô tô thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của VHB ô tô đã ghi ở phía dưới màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.